Nào các bạn nhìn này, hôm nay vì chúng ta sẽ vào cái bài đó là bài về text. Trong phần text, trong phần thiết kế đồ họa nó rất là quan trọng, bởi vì nó gần như là chiếm từ đầu đến cuối của tất cả toàn bộ chương trình của chúng ta. Thì hôm nay anh sẽ nói về cái phần đó là dàn trang cho các bạn. Dàn trang nghĩa là gì? Khi chúng ta dàn về catalog, tờ gấp và tất cả những cái ấn phẩm khác, thì trong nguyên tắc thì khi thiết kế mở, anh sẽ nói cho các bạn về cái catalog này như này. Khi mà làm thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều khổ giấy, bởi vì catalog thường thường chúng ta sẽ thiết kế với 4 trang. Các bạn ghi đi, thiết kế catalog với 4 trang. Đây là một bộ. Tại sao lại là một bộ? Bởi vì nó sẽ có trang mặt sau, trang mặt trước và hai trang trong, là thành một bộ rồi, đúng không? Nhưng catalog lại được chia thành dưới dạng đó là nhiều tiền và ít tiền. Nhiều tiền thì cái bố cục bên trong nó sẽ nhiều hơn, nó không phải là 1 2 3 4 mà là 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì bên đấy là giao diện nó sẽ khác. Tất cả các trong trang sản phẩm nó sẽ khác. Còn đối với những cái loại mà thiết kế catalog mà ít tiền ấy, thì một trang bên trong giống nhau, nên là nó chỉ cần nhân bản tất cả từ đầu đến cuối là xong. Các bạn hiểu chưa? Nên chúng ta rất là quan trọng cái giá trị đầu tiên, đó là cái gì ạ? Cái trang bìa. Các bạn có nhớ trang bìa không ạ? Đấy, cái trang bìa rất quan trọng, nên chính như vậy mà các bạn cần phải làm cực kỳ kỹ cho anh Khánh về cái việc này. Thì cái giá trị đầu tiên là khi chúng ta làm thiết kế thì chúng ta phải tạo khổ giấy đã. Và khi tạo khổ giấy thì chúng ta có thể chọn vào OBOT. OBOT chính là cái tạo ra khổ giấy, và chúng ta sẽ ấn vào đây nè, nó sẽ có khổ giấy thứ hai, nhìn không? Và khổ giấy thứ ba, khổ giấy thứ tư và khổ giấy thứ năm, các bạn nhìn chưa? Nhưng trong trường hợp này thì anh Khánh chỉ chọn vào khoảng 4 khổ giấy để cho các bạn có thể làm được hiểu về cái thuộc tính này. Là lúc này chúng ta sẽ đẩy sang trái sang phải thì các bạn sẽ thấy rằng tôi đã có 4 khổ giấy. Với 4 khổ giấy này thì chúng ta cũng thể rất dễ tưởng tượng được, nhưng thường thường cái này nó sẽ thiên về cái chuyện mà chúng ta sắp xếp nó sẽ rất là khó. Bởi vì sao? Thiết kế catalog là được gọi là thiết kế trang đôi. Trang đôi nghĩa là gì? 1, 2, 3, 4 nó xuống dòng nhau. Thì chúng ta có thể dùng cái bảng robot này để định vị cho tất cả những cái này nó nằm ở đâu. Thì ở đây nó sổ xuống, nó có biểu tượng đó là gì? Sắp xếp khổ giấy theo nằm ngang và nằm dọc. Bố cục nằm ngang và nằm dọc. Sau khi mà các bạn chọn lựa xong thì các bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào đây một cái thì nó sẽ có được cái biểu tượng mà các bạn muốn. Ví dụ đây là số 2, các bạn nhìn số 2 chưa? Chúng ta sẽ có đi theo hình chữ Z, và chúng ta ấn OK thì các bạn nhìn này. Đây là cái giá trị một khoảng cách này, chúng ta ấn vào đây. Các bạn nhìn lên 1, 2, 3, 4 nhảy không? Nó sắp xếp theo đúng nguyên tắc. Và lúc này chúng ta sẽ là đầu tiên đó là kích thước của gì? Trang bìa. Vậy thì đây có 1, 2 thì cái mặt số 1 chính là mặt sau của catalog, còn mặt số 2 chính là mặt bìa của catalog. Để muốn làm được điều đấy, chúng ta sẽ chọn một biểu tượng và chúng ta vẽ ra. Lúc này chúng ta hãy chọn cho nó một cái giải pháp như sau, đó là chúng ta chọn một cái màu. Cái tông màu này nó sẽ đi liền xuyên suốt trong cái giá trị các bạn cần làm thiết kế. Tôi có thể chọn một cái màu như này, đơn giản nhẹ thôi. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh chiêu thức đó là căn chỉnh cái đối tượng là vào giữa khổ giấy, hoặc làm sao để nó bằng khổ giấy, bởi vì khổ giấy chúng ta là khổ giấy A4. Các bạn hiểu này đúng không ạ? Ok. Vậy thì để muốn làm được điều đấy, chúng ta ấn là Shift F7. Shift F7 chính là gì? Bảng căn chỉnh các đối tượng. Đấy. Nhưng trong phần này thì các bạn cần lưu ý cho tôi một tí, đó là gì? Trong phần căn chỉnh nó không đơn giản như vậy đâu ạ, bởi vì là trong phần này đến lúc khi các bạn vào nó chỉ có nhảy thôi. Các bạn nhìn nhận, và nó không có thiếu cái phần phía dưới của các bạn, thì các bạn có thể ấn vào đây và chọn vào show option để nó hiển thị toàn bộ tất cả các công cụ mình bạn đang làm. Thì lúc này các bạn sẽ có được cái phần phía dưới, và lúc này ở đây nó có một cái biểu tượng là align to, sổ xuống thì ở đây nó sẽ có align to selection là được căn chỉnh đối tượng với nhau, và phần thứ hai là căn chỉnh đối tượng với khổ giấy. Thì trong trường hôm nay tôi phải căn chỉnh đối tượng khổ giấy. Cái này tại sao lại quan trọng? Bởi vì là khi mà sau này cái dân thiết kế chúng ta để làm mỗi nơi một tí, em thấy là trên cái màn hình của chúng ta chỗ này một tí, chỗ này chỗ này một tí, và cả hai rất là đùng xạ nên, và cái chỗ nào cũng một tí như vậy. Vậy thì sau này đấy, cái việc mà căn chỉnh vào giữa khổ giấy đấy nó rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta đi in, chúng ta xuất ra file PDF thì toàn bộ những đối tượng nằm trong khổ giấy thì nó mới hiển thị, còn ngoài khổ giấy thì PDF không hiển thị. Các bạn hiểu chưa? Nên cái này rất quan trọng. Trong trường này tôi sẽ chọn robot. Các bạn nhìn nha, căn chỉnh với đối tượng khổ giấy thì tôi chỉ cần chọn đối tượng và tôi căn ở giữa. Các bạn nhìn nha, đây tôi kéo ra ngoài cho bạn xem nha, căn giữa này tự nhảy vào. Ok. Và lúc này các bạn sẽ thấy rằng là cái công cụ vi me rất là hay, đó là các bạn nhìn vi me cho tôi quét hai điểm phía trên, nhìn này,
không những căn đối tượng vào giữa khổ giấy mà nó có thể căn đối tượng gì điểm của đối tượng đó với cái khổ giấy này. Ví dụ tôi dùng ví ma, tôi quét hoa hai điểm phía trên, tôi chỉ cần ấn nút lên đây thôi. Đây là cái trò mà lười cho dành những đối tượng mà không đánh kích thước này. Chỉ đánh kích thước đánh căn giữa xong luôn đúng không ạ? Nhưng đôi lúc tôi không thích. Đúng không? Tôi thích như này. Tôi ấn như này được không ạ? Và tôi ấn như này thì các bạn yên tâm một điều rằng cái này chính xác là khổ giấy A4. Hiểu không ạ? Sau khi làm xong thì ở đây nó có một cái thuộc tính rất là đặc biệt là khi mà các bạn dàn trang một cái bìa catalog thì chúng ta chọn một đối tượng và chúng ta ấn vào X xuống mất màu. Như này. Ctrl C. Biết Ctrl C không ạ? Ctrl C là copy và trong cái Inut nó có một tính năng cực kỳ hay, đó là paste trên một trang. Paste trên một trang nghĩa là trên một khổ giấy này tôi paste đúng chính xác là tôi tích sang bên này. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn này, tôi chọn sang bên này thì nó sẽ nhảy lên OBAT 1. Tôi tích sang này thì khổ giấy. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ tích sang khổ giấy xoay thì tôi dùng Ctrl Shift V. Thì các bạn sẽ thấy là nó cái này nó nhân bản đúng trong khổ giấy cho các bạn. Kiểu như giống như chúng ta dàn trang ấy, dàn trang tạp chí catalog thì cái này nó giống như là gọi là layout đấy. Nó chính là cái layout chung. Thì layout chung nó sẽ có background, xong nó sẽ có phần header, nó sẽ có phần footer và nó phần nội dung ở trong như nào đấy các bạn phải tự sắp xếp. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì sau khi bạn đã làm xong biểu tượng này thì thường thường khi một quyển catalog muốn đẹp hay là muốn tạo ra sự bắt mắt của họ thì người ta có thể là dùng 2D. 2D gọi là một cái màu thôi. Còn loại thứ hai là người ta sẽ dùng gì ạ? Người ta sẽ dùng cái gradient. Các bạn nhớ nhá, người ta có thể dùng cái gradient thì tất nhiên chúng ta có thể chọn một cái màu. Màu này thì chúng ta tích đúc và chúng ta có thể xử lý Ctrl C. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chọn tạo một cái gradient nào đó. Nhìn thấy ạ? Tôi tích vào đây một cái, tôi chọn đúng cái màu đó. Ok, tiếp theo tôi tích một cái nữa, tôi tích vào đây. Và tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn hiểu cái này chưa? Và hai cái màu này bằng nhau không ạ? Tôi tích vào đây một cái thì bắt đầu tôi sẽ chỉnh sáng hơn chút xíu. Ví dụ tôi thêm một tím. Đó, các bạn nhìn đi. Và chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng hình tròn. Đảo ngược cái gradient nó sẽ được cái này. Và dùng phím G thì chúng ta sẽ cầm vào chúng ta kéo này. Nhìn nhá. Cái màu của cái background chúng ta sẽ sâu thêm một độ và nó sẽ chín hơn một độ so với cái nền bệt này. Hiểu cái này không? Sau khi làm xong thì tôi sẽ bỏ qua cái bên này đi và cậu không dạy gì. Có nhiều người bảo ok anh Khánh ấy sao không dùng y chỉ sang đây cũng có hiệu ứng được, nhưng mà em lại phải chỉnh gradient giống hệt như này. Hiểu cái này không? Nên tôi sẽ không bao giờ dùng trường hợp này mà tôi sẽ dùng trường hợp là Ctrl C. Sang bên này tôi Ctrl Shift V thì nó sẽ paste lại đúng vị trí đó. Hiểu này chưa? Tiếp theo, theo nguyên lý của phần thiết kế về dàn trang thì cái từ mép của cái sản phẩm của chúng ta đến nội dung của sản phẩm là 1.27 cm. Các bạn ghi đi. Cách này 1.27 cm. Đó là gọi là vùng an toàn của nội dung. Nhá, vùng an toàn của nội dung. Vùng an toàn của nội dung. Để muốn làm được điều đó, chúng ta sẽ chọn một biểu tượng và chúng ta vẽ một cái ô vuông rất đơn giản nhẹ thôi. Các bạn có thể chọn màu trắng, màu vàng, màu tím, màu ghi tùy các bạn, nhưng lúc này tôi sẽ chọn cái này. Và sau đó thì tôi sẽ đánh một cái biểu tượng kích thước cho nó bằng cái công cụ như sau. Nhá, các bạn nhìn chọn đắp comment và tôi chọn vào cm và bắt đầu tôi làm. Chọn đối tượng, tôi chọn vào transform. Nhìn nhá. Lúc này ở đây nó sẽ có một cái giải pháp cho các bạn là các bạn sẽ chọn cho tôi là đây là 1.1.27. Nhìn chưa? Và tất nhiên chúng ta cũng tương tự như vậy. Ctrl C, sau đó thì Ctrl V Enter. Thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái đối tượng này rồi. Và căn chỉnh thì bằng cách là tôi sẽ kéo vào vị trí này và tôi phóng to cái này lên một tí, được không? Lúc này theo thông lệ bình thường tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Có phải là hai đối tượng không? Tôi muốn căn chỉnh nó thì tôi phải tích thêm một lần nữa là đây là đối tượng gốc. Có nghĩa là trong quy trình khi căn chỉnh, bạn muốn đối tượng nào làm gốc, có nghĩa là phải căn theo thằng đó, thì bạn phải tích vào thằng đó thêm một lần nữa. Nhá, tích thêm một lần nữa. Và lúc này chúng ta sẽ dùng công cụ Shift F7 thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ sang trái và nó lại sẽ lên trên. Thế thật ra góc bên này chưa? Hiểu cái này chưa ạ? Ok. Sau khi làm xong, chúng ta tiếp tục chọn một phương án thứ hai, đó là Ctrl C và Ctrl F. Và tôi sẽ tích thêm nữa và tích thêm cái này online. Chúng ta sẽ ấn sang phải. Hiểu nào không ạ?
Ok, chọn đối tượng một nữa, chân nữa, ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi chọn vào đây và tích thêm một lần nữa thì tôi sẽ ấn cho nó xuống. Xuống dưới, nó xuống dưới cho đây các bạn. Không xuống dưới. Ấn nhầm sao? Đó, ấn nhầm. Không sao, Ctrl C, Ctrl F chọn đối tượng này, tích thêm một lần nữa. Align, chúng ta chọn nó xuống dưới, nhìn không ạ? Sau khi đã xuống dưới xong, tôi chọn 1, tôi chọn 2, tôi chọn 3, tôi chọn 4. Gì nữa thì theo thông lệ bình thường tuấn và căn chân C và tất nhiên sau bên này căn chân CP thì nó cũng được đúng không em, thì nó cũng được, nhưng lúc này tôi sẽ phải dừng lại ở đây để cho các bạn biết rằng là Gatolo nó sẽ chia rất nhiều dòng khác nhau. Dòng thứ nhất là các bạn có thể dập ghim ở giữa, các bạn nhìn thấy dập ghim ở giữa chưa, thì cái câu chuyện dập ghim giữa thì nó cũng không đơn giản như các bạn nghĩ, là chúng ta chỉ cần thiết kế 1 2 3 4 5 6 7 8 là in là thành. Điều đấy không phải, điều đấy chắc chắn là không phải luôn, bởi vì là các bạn sẽ không biết rằng là cái dàn trang rất là quan trọng. Em dàn như thế là chắc chắn bị sai, thì tí tôi sẽ nói cho bạn sai. Loại thứ hai catalog nó có loại đó là dập gì ạ, gáy xoắn. Các bạn nhìn gáy xoắn chưa? Vậy thì thường cái gáy xoắn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở bên tay trái, bên tay phải của các bạn. Các bạn có nhìn này không ạ? Khi mở ra có phải nó nằm ở vị trí này không ạ? Vậy thì cái khoảng cách từ đây không phải là 1.27 nữa mà nó phải là 2.27 cm. 2.27 cm, bởi vì nó sẽ dự trù cho 1 cm cho việc giấy dập gáy xoắn rồi ạ. Còn 1 cm còn lại là sẽ là sao, là chính là cái việc mà chúng ta đóng gáy vào và chúng ta căn chỉnh đối tượng sẽ rất là chuẩn. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào vị trí này, tôi sẽ đánh lại một tí, là cái này phải là số 2, nhìn nào. Và sau khi làm xong, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và căn chỉnh cho nó một tí tí xíu thôi bằng công cụ gì ạ, Shift F7. Chúng ta sẽ chọn vào Align và chúng ta căn sáng. Nhìn được. Cũng tương tự như vậy, tôi bỏ cái biểu tượng này đi, tôi chọn đối tượng 1, tôi ấn Ctrl C, Ctrl F, tôi chọn tích và tôi ấn xuống dưới, tôi có được đối tượng rồi. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị một cái giá trị nữa nào. Thường thường trong một bản thiết kế thì cái nội dung chúng ta sẽ nằm ở trong vị trí này. Và bạn căn chỉnh cái gì cũng phải trong cái này hết. Còn cái này nó chỉ là, đây là tôi đang làm catalog theo kiểu gáy xoắn, là bạn sẽ dập lỗ ở vị trí này này, nhìn chưa? Ok. Thì cái quy chuẩn nó lấy được từ phiên bản của chương trình dàn trang, đó là InDesign, chứ không phải là phiên bản tôi tự nghĩ ra đâu nhá. Tôi nói cho bạn biết luôn. Và trong quy trình khi thiết kế thì thường thường khi thiết kế một cái catalog hay một cái tạp chí hay một cái gì đó thì tất cả chữ là được chia theo khuôn và chia theo bát rất rõ ràng, nên chính vì vậy mà chúng ta phải chia cái hình vuông này thành 12 cột để giống như chúng ta thiết kế một cái báo, tạp chí hoặc tạp chí bên nước ngoài thì người ta sẽ rất là chuẩn cái này. Các bạn nhớ nhé. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào Object, chúng ta chọn vào Path và chúng ta chọn vào Slip Intro. Đây chính là cách để chia một hình vuông thành những hình bằng nhau, được gọi là chia cột. Chia cột trong thiết kế. Nào, sau khi mà các bạn chọn vào Path, bạn chọn vào Snip Intro thì lúc này nó sẽ đến dẫn đến cho các bạn một giá trị nào. Ở đây nó có dãy số cột và chúng ta ấn được Preview thì chúng ta sẽ tích đi. Ok, nó sẽ chia cho các bạn. Và tất nhiên chỗ này tôi sẽ chia cho nó giá trị là 12 cột. Nhìn không ạ? Và cái khoảng cách nó chính là cái chữ Vuite, là khoảng cách giữa các cột với nhau, thì tôi sẽ nick một cái. Các bạn nhìn đây chưa? Ok, 0.2 và 0.3 tôi để khoảng 0.3, khoảng cách giữa các cột với nhau. Và sau khi làm xong thì bắt đầu tôi sẽ dùng cái chiêu thức như sau. Tôi ấn OK. Bây giờ tôi sẽ làm một rất có toàn bộ. Ấn vào đây, nhìn này chưa? Ấn Ctrl G. Biết Ctrl G chưa? Sau khi làm xong bên này thì tôi sẽ tích sang bên cái giấy 2. Tôi ấn là Ctrl Shift V thì nó sẽ làm sao? Nào, được cái này chưa? Ctrl C sang bên này, Ctrl Shift V. Nhìn paste chưa? Nhưng lúc này sau khi paste sang thì cái này nó bị ngược, nên chúng ta phải chọn đối tượng này dùng phím O. O để giữ shift kéo nặng lại thì nó sẽ rất là chính xác và chắc chắn đây là đúng rồi đấy. Thì đây được gọi là chuẩn bị phương án layout đầu tiên. Và trong quy trình khi làm mà để tránh mất trường hợp mà nó bị ảnh hưởng nhiều quá thì các bạn có thể chọn 1, 2 và ấn Ctrl 3. Ctrl 3 là ẩn đi và ăn Ctrl 3 là hiện lên. Ok, xong chưa? Và các bạn phải nhớ một điều rằng cái nguyên tắc của catalog hay là profile hoặc là brochure
hay là một cái quyển menu, hay là quyển về cà phê, hay là quyển về cái gì đó, thì nó đều tuân thủ theo nguyên tắc như sau. Thứ nhất là mặt đằng sau là mặt gì? Mặt người ta sẽ để địa chỉ điện thoại, email và logo. Mặt bìa sẽ để gì ạ? À, thứ nhất là logo và tên công ty, thứ hai hình ảnh đặc trưng của công ty đấy, và thứ ba là gì? Địa chỉ điện thoại, email. Thì hai riêng hai trang đấy thì chúng ta phải rất là nặng, đặc biệt là trang bìa thì bạn phải nặng với bố cục, phải sắp đặt. Em hiểu bố cục sắp đặt chưa? Sắp đặt hình để cho chúng ta cho vào cho cái bìa catalog nó đẹp hơn, nó ổn hơn đấy ạ. Xong chưa nào? Sau khi mà các bạn làm xong toàn bộ tất cả những cái giá trị như vừa rồi vừa anh Khánh vừa nói, thì chúng ta có thể ấn Alt căn 3, chúng ta sẽ hiện lên kiểu cái này chưa đã nhá. Vậy thì cái cấu trúc của nó sẽ như sau. Thứ nhất là trang trong nó sẽ là trang gì ạ? Mục lục. Sau trang bìa sẽ là trang mục lục. Tại sao nó có trang mục lục? Bởi vì khi mà các bạn nhận một cái quyển hồ sơ về profile của công ty, tôi muốn tìm đến cái trang sản phẩm của nó ở trang nào, thì các bạn sẽ không biết được, bạn phải ngồi tự đỏ. Có thấy không ạ? Nhưng bây giờ ví dụ nếu có trang mục lục, tôi có là từ trang 1 đến trang 5 là trang giới thiệu, trang 2 từ trang số 6 đến trang số 12 là trang sản phẩm, trang thứ 3 từ trang 13 đến trang thứ 20 sẽ là phần gì? Liên hệ. Các bạn thấy không? Thì câu chuyện là tôi tìm rất dễ, cũng giống như các bạn vào xem một cái, vào một cái nhà hàng hay là vào một cái khách sạn mà các bạn gọi món ăn lên, thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi muốn gì? Ăn lẩu cơ mà. Thì cái quyển menu thì nó phải có khu vực lẩu chứ ạ. Vậy lẩu nó phải nằm từ trong bao nhiêu vậy? Đấy là một trong những cái giá trị người ta phải đưa lên hàng đầu. Bình thường các bạn xem sách thì nó sẽ nằm ở đằng sau, mục lục nằm sau. Nhưng mục lục tôi sẽ làm ở hàng đầu để khi người ta mở vào người ta sẽ rất dễ sử dụng. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Nào, sau khi mà các bạn hiểu về thuộc tính rất nhiều thì cái profile cũng thế. À, cái gì ạ? Cái về CV của em cũng thế, và cái portfolio của em cũng thế. Bởi vì portfolio thì đằng sau mặt vẫn là mặt đằng sau, mặt đằng trước vẫn là mặt gì? Mặt bìa. Và mặt bìa thì em phải thiết kế hình ảnh của em, thì không phải là sản phẩm nội dung nữa, nhưng mà hình ảnh của em phải cực kỳ ấn tượng. Em hiểu không ạ? Và đến mục bên trong sẽ là gì? Một là giới thiệu, hai là gì? Tác phẩm. Tác phẩm của em chia được rất nhiều dòng, dòng có thể là thiết kế web, thiết kế game, thiết kế về nhận diện thương hiệu, thiết kế về banner, poster. Em phải liệt kê toàn bộ ra, thì cái trong sản phẩm đấy người ta sẽ có là 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, nhưng miễn sao là sản phẩm em phải được giảm trải. Và đến cuối cùng nó phải là gì? Địa chỉ liên hệ, email, website, Facebook các kiểu gì đó. Em hiểu cái đấy chưa? Thực ra cái portfolio nó chỉ ở mức độ nhỏ, còn riêng đối với công ty thì nó là chính là gì ạ? Profile của công ty. Profile công ty thì nó lại liên quan đến việc giới thiệu công ty, sau đó giới thiệu về gì? Ngành nghề. Vậy thì cái cấu trúc chúng ta hiểu, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một loại thôi. Các bạn hiểu chưa? Nhưng ở đây nó sẽ thiên về một chút xíu, nếu mà xét theo đúng theo chuyên ngành thì cái catalog nó chỉ có sản phẩm thôi, nó ít có phần giới thiệu về công ty. Còn cái brochure đấy thì nó sẽ có một chút xíu về giới thiệu công ty, thì đôi lúc nó hay đánh đồng với nhau. Bạn thích gọi nào cũng được, tóm lại bạn vẫn in ra một cái thứ mà để phát cho tôi thôi, và tôi phải hiểu rằng bạn có cái gì trong đó, tác phẩm, sản phẩm, và tôi phải liên hệ được với bạn chứ, đúng không? Và sau khi mà làm được điều đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai. Nhìn này, lúc này để muốn thiết kế trang bìa thì tôi sẽ chọn một, tôi chọn hai, tôi chọn cái này một hai, tôi sẽ chọn vào giá trị là 10, thì các bạn sẽ thấy nó rất là mờ, đúng không? Cái giá trị tiếp theo là tôi sẽ đặt một cái sản phẩm là logo. À, tôi sẽ file, tôi chọn vào open file, tôi chọn chọn là bìa số 3. Ở trong phần bìa số 3 thì tôi sẽ làm cho hôm nay tôi sẽ làm một catalog về cái logo, về cái sản phẩm nhé. Ctrl C. Tôi sẽ sang vào này và đón vào Ctrl V. Được chưa? Thì các bạn nhìn nhá, nguyên tắc của đối tượng này nó sẽ nằm giữa Ctrl, nhà tích vào đây một cái, chúng ta sẽ dùng cái align và chúng ta căn chỉnh. Và cái khoảng cách giữa các ô như này thì các bạn nhìn này, nếu chúng ta làm đây là 12 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, thì cái này nó sẽ nằm trong vòng 4 ô. Các bạn nhìn nha, 4 ô được gọi là tỷ lệ 1 phần 3 so với chiều ngang, hiểu không ạ? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nữa, đó là cái gì ạ? Cái địa chỉ điện thoại, email của website, logo đằng sau đừng nhắc lại. Đấy thì rất đơn giản, tôi chỉ cần copy cái này thôi, Ctrl C, sang bên này thì ấn vào Ctrl V, thế là chúng ta đã có được cái biểu tượng. Các bạn nhìn này chưa? Rồi.
À, đơn giản chỉ là một cái miếng nhảy thôi. Xong. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bên này thì bắt đầu chúng ta sẽ có một cái logo bên tay tay trái, các bạn có thể đặt giữa hoặc là lần như nào đó tùy các bạn. Nhưng lúc này chúng ta sẽ đợi đặt tạm bên này đã. Đây là mặt bìa, chúng ta sẽ chọn này. Đây. Nhìn nhá. À, sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là file và chúng ta chọn vào một cái page để chúng ta chọn cái thư mục ảnh của chúng ta nó có hấp dẫn không đã. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn đến hồ e, chúng ta chọn đến thư viện ảnh, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào d. Ở trong phần đồng hồ thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh cho các bạn lựa chọn, tôi sẽ kéo xuống xem một cái nào nó có thể được không. Được. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh mà các bạn có thể lựa chọn được. Đó, các bạn nhìn này chưa? Sau khi tôi chọn xong, tôi sẽ chọn được một đối tượng và tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới này. Tại vì cái ảnh nó được quyền làm sao full màn hình nhá. Nhìn này chưa? Ok. À, sau khi full màn hình xong thì bạn có thể chơi một trò như sau. Đó là tôi sẽ cắt toàn bộ cái biểu tượng này như sau. Nhìn này, cho xuống dưới tất cả. Để đấy đã. Thậm chí để to làm tí cho nó dễ hơn. Bước 2 tôi sẽ ấn vào đây, Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy lên trên. Và lúc này tôi dùng phí ma, tôi sẽ đẩy cái này lên một tí. Cái này tôi sẽ đẩy cái này xuống dưới một tí. À, sau khi làm xong tôi sẽ chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi ấn vào Ctrl số 7. Các bạn nhìn này không? Sau khi chọn Ctrl số 7 xong thì lúc này tôi thấy rằng là cái phần này đang bị hơi nhiều quá, tôi sẽ tích đúc vào. Tôi đẩy cái mặt của đồng chí này lên một tí, nó cũng chả sao, nó xuống nhảy con sao đâu, nó cũng chả vấn đề gì nhiều lắm, bởi vì tôi muốn lộ cái đồng hồ này chính. Tôi sẽ tích vào đây và tiếp tục tôi chọn vào đây và dùng phím, à tôi tích cái này lên, đẩy cái này. À, nhưng cái này nó đã khá là song song với cái bàn tay rồi này, các bạn có thể đẩy lên một tí nữa thôi. Như này chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta đã đặt đúng tiêu chí, chúng ta ấn vào can trốn số 7. Số 3 là ấn và chúng ta đặt logo. Các bạn nhìn nhé. Với giá trị logo thì các bạn hãy đặt cho tôi một cái phương thức, đó là chọn một cái hình lục lăng. Bởi vì cái phong cách này đang hợp với hình lục lăng của chúng ta. Chúng ta có thể chọn phong cách này. Nhìn thôi. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp đặt lên trên hình của chúng ta. Ok, tôi đặt đây được không? Tôi xoay như này được không? Chúng ta phải tìm các giải pháp để nó đặt nhé. Sau khi đặt đây thì các bạn phải tính nữa là chúng ta sẽ tích đúc vào và chúng ta phải lên thêm một tí nữa. Nhìn này, cái chỗ này nó phải chốt chỗ này và chỗ này nó phải chốt chỗ này. Nên tôi sẽ dùng phím ma, tôi chọn vào điểm của chúng ta. Nào các bạn nhìn nhá. Rồi, phím ma, tích vào đây. Đẩy lên trên chỗ này. À, cái này xuống dưới một tí. À, cái này lên trên một tí. Thì như thế thì nó sẽ duyên dáng hơn so với những cái gì mà mình đang làm, hiểu không ạ? Ok, logo sẽ đặt vào vị trí cần thiết chỗ này. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F, thu nhỏ vào biểu tượng. Và tôi chọn một cái màu Y, chọn vào đây, cho xuống dưới một layer. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Y dài để hiện thị cái Omega và cho nên chỉ tất cả. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl dài nó sẽ có được cái Omega nằm trong đối tượng và chúng ta thu nhỏ. À, cái giá trị của cái hình viền ngoài nó đang hơi bị to, tôi sẽ đẩy nhỏ lại tẹo, nhìn đúng không ạ? Sau khi làm xong chúng ta tiếp tục chọn một giá trị thứ hai nữa, đó là tôi sẽ dùng phím Enter, tôi copy cái sản phẩm này ra và cho cái ảnh này chui ra ngoài. Và tất nhiên cho bên ngoài thì nó sẽ còn lại nguyên bản một cái thứ ở trong đây. Nhìn cái thứ trong đây ạ. Và cái thứ trong đây thì nó lại là một cái hình không có màu, không có mùi, không có vị. Chúng ta chọn phím Y ngắn và chỉ luôn vào cái vị trí gradient của nó. Các bạn nhớ nhé, chỉ vào gradient của đối tượng không chỉ nhớ ạ. Sau khi làm xong chúng ta lại tiếp tục chọn vào đối tượng và chọn vào đối tượng cái này tiếp theo. Kích thêm lần nữa để căn theo chiều nó trên và căn theo chiều nó ngang. Lúc này chúng ta cho cái này xuống dưới một chút xíu. Nhìn nhé, và cho xuống dưới một layer. Đấy, thì đây mới chỉ là xây dựng được cái phiên bản đầu tiên mà chúng ta có thể làm này. Và chúng ta sẽ tích lên một chút xíu để cho nó đẹp hơn.
Lúc này người ta cũng có một cái giải pháp khá là tốt cho cái việc thiết kế của các bạn. Các bạn có thể copy ra một cái nữa, thì ở đây nó có một cái biểu tượng, đó là chúng ta dùng mét. Dùng mét thì người ta có công cụ, đó là công cụ C. C được gọi là cắt cắt nét từ đối tượng hình thành những cái nét rời nhau. Ví dụ em cứ nhìn đây, ở đây nó sẽ có nét này, đây là một nét này, đây là một nét này, đây là một nét này và đây là một nét, thì nó sẽ cắt rời cái nét này ra để chúng ta tận dụng. Bởi vì là các bạn có thấy là cái hình nó đã song song cái này đúng không ạ? Tôi lấy từ file gốc mà, nên tôi dùng công cụ C và tôi chích vào đây một cái. Giờ tôi chích vào đây một cái, thì sau khi mà tôi chọn xong thì tôi đã có được cái giải pháp cho các bạn, đó là tôi chọn cái này. Các bạn nhìn cái nét tôi chọn, nét tôi còn một cái này thôi, và tôi sẽ cầm cái nét đó và đặt vào vị trí nó sẽ bằng đúng hình đúng không ạ? Các bạn nhìn chưa? Và cái nét này đang là màu chứ không phải là nét, nên tôi ấn vào Shift X thì nó sẽ đảo ngược lại, thì tôi sẽ có nét như bình thường. Hiểu cái nét này chưa? Và có nhiều người người ta muốn tận dụng cái nét này, nhưng có những người người ta xuống dưới một tí nữa. Các bạn đã bao giờ xuống dưới cái này chưa? Ok, vậy thì cái nét ở trên tôi có thể cho to là một tí nữa, bởi vì nó có thể là hai. Cái nét này có thể là một. Xuống dưới một tí nữa. Đây gọi là nhịp. Có nét to, nét vừa và nét nhỏ. Và cái nét nhỏ này tôi sẽ bắt đầu cho C. C là chúng ta lại tiếp tục chọn giá trị tôi thích vào đây, nó sẽ ngắn lại. Và tất nhiên tôi sẽ lợi dụng cái biểu tượng này, tôi làm gì ạ? À, tôi sẽ nhắc lại cái giá trị là tôi thu nhỏ này. À, các bạn yên tâm một điều rằng là khi đặt vào vị trí này thì nó sẽ đúng cái vị trí mà các bạn muốn, nhìn chưa? Nó có đúng cái vị trí tâm chỗ này không? Nhưng các bạn có thấy nó bị lệch không? Lúc này chúng ta dùng phím G để điều chiết lại cái gradient một tí để cho nó ổn hơn. Tôi sẽ co xuống một tí, phóng to một tí để đẩy cho thật kỹ. Ok, nhìn này chưa? Đấy. Và chúng ta có thể thêm được một cái nữa để nó có thể ngắn hơn, để là giống như là các bạn biết cái cà la vạt chưa? Cà la vạt chưa? Hay ghim cái ngang á. À, thì nó có cái đấy trông nó cũng sang trọng hơn. Ok, vậy thì tôi thích sang trọng. Thì copy xuống một lần nữa. Rồi cái giá trị này thì tôi sẽ chọn cho nó giá trị 0.5. Và cái này rất là bé, tôi lại dùng C. Và chúng ta check vào đây một tí xíu, chúng ta chọn vào đây. Ok. Và cái này nó sẽ được thu nhỏ lại, bởi vì là khi mình vừa rồi mình vẽ ra này mình chưa điều tiết được nó to nhỏ ở nhà đúng không ạ? Ok, phóng to nữa đi, chúng ta thu nhỏ lại cho nó đẹp. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ kéo ở đây, chúng ta có được cái sản phẩm số 2, thì cái sản phẩm này nó phải nhỏ hơn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn ở đây. Nhìn nhá. Đấy. Một cái bìa trông như thế nó đã có giá trị của nó rồi. Và lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục chọn một cái giá trị nữa, là chúng ta sẽ đặt một cái trên trang bìa có ảnh logo, rồi chúng ta sẽ có cái địa chỉ điện thoại email. Ok, tôi ấn vào Ctrl C. Sau đó thì sang bên này Ctrl V thì các bạn sẽ có được cái bìa mà bạn muốn. Có nhiều trường hợp tôi không đặt ở giữa, các bạn nhớ nhé, tôi đặt căn sang bên tay phải. Sau đó tôi sẽ đặt dưới biểu tượng này. Mọi người hiểu cái này chưa? À, nó có thể lệch đi một độ để cho chúng ta hợp lý hơn. Nào, lúc này chúng ta sẽ đẩy sang bên này một tí. À, và xem là cái omega chúng ta có thể quét qua và xem cái phông chữ này nó có thể là có bold không. Còn nếu không có bold thì bạn phải chọn một phông khác. Ví dụ tôi sẽ chọn vào đây cho bạn xem. UTM đi lên trên. À, chúng ta cứ tìm thôi. Và tất nhiên là nó sẽ có, bởi vì là cái này là anh đã biết nó nằm ở chỗ nào rồi, nên là đây, vô đây, nhìn chưa, enter. Và lúc này chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ quét qua cái này và chọn cho nó một cái phông nó đậm hơn chút xíu, bởi vì nó có bold. Bạn nhìn chưa, và chúng ta đẩy sang tay trái một tẹo. Hiểu cách làm chưa? Và lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp, nếu bạn có thể kéo được thì bạn có thể dùng máu, không sao cả. Và cái này có thể thay đổi lại, có thể là ghi. Nhìn chưa? Vậy thì như thế này thì tôi đã tạo ra một cái phong cách của một cái trang bìa khá tốt, đơn giản nhưng lại khá là hiệu quả và khá lịch sự. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển vào trang trong, thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn vào cái phông cụ Omega và chúng ta thay đổi cái cấu trúc của nó đi một tí. Tôi đặt vào đây và cũng tương tự như vậy, tôi chọn cái đối tượng là Ctrl C. Ctrl C điểm gì? Sang bên này tôi ấn vào Ctrl Shift V. Các bạn yên tâm một điều, nó sẽ giống. Và tôi lại chọn vào cái nền Ctrl C.
sang bên này tôi ấn vào Ctrl Shift V cho xuống dưới tất cả, có phải này được cái này không ạ? Logo lúc này nó sẽ được nằm ở vị trí này, cho xuống dưới một layer đấy ạ. Các bạn nhìn chưa, tôi sẽ đặt đúng với vị trí mà. Nó không thò ra ngoài, không thò ra ngoài. Đây được gọi là phần header. Phần header của một cái sản phẩm nó sẽ được cái là đặt một cái thông số bên cạnh. Và chúng ta có thể thu nhỏ cái logo này lại một tí nữa để cho nó dễ đẹp hơn. Nào, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ cho cái này xuống dưới, cho nó chìm vào layer. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đặt nhảy. Tạm thời tôi sẽ đặt nhảy đã nha. Nào, xong chưa? Sau khi làm xong thì bây giờ cái biểu tượng của chúng ta nó khá là khác biệt, thì tôi sẽ chọn vào đây Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên, tôi sẽ đẩy từ đây đến đây. Và tôi sẽ chơi một trò như sau, đó là dùng công cụ pen. Các bạn biết pen chưa? Trong công cụ pen này nó có pen cộng là thêm điểm, tôi sẽ thêm một điểm ở đây. Và sau khi thêm điểm xong, tôi dùng phím ma tôi đẩy cái này lên trên. Và cái này sẽ nào mát nhảy. Và logo tôi sẽ đặt vào vị trí ở giữa của đối tượng. Như này chưa? Để đây đã, tính sau. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl 3 là hiện cái đối tượng lên. Và đối tượng này tôi sẽ dùng phím gì? Y ngắn chỉ vào đây. G. Chúng ta điều tiết lại bởi vì cái này bị sao? Bị bẹt. Các bạn nhìn thấy bị bẹt không ạ? Xong rồi. Nào, cái giá trị số 2 tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B bò, đẩy xuống dưới một tí. Mà không đẩy như vậy nữa mà tôi sẽ đẩy tự kéo nhảy xuống này. Và lúc này chúng ta dùng phím Y ngắn và chúng ta chỉ tiếp theo một giá trị nữa. Chúng ta có một cái nét ở đây để nhắc lại cái hệ thống nhân diện. Lúc này các bạn sẽ thấy là tôi sẽ tích vào đây một điểm và tôi sẽ đẩy lên đây. Nó có thể là một chút xíu. Ở bên này cũng tương tự như vậy, một chút xíu chúng ta đẩy lên đây. Và cái này thì chúng ta sẽ đẩy vào đây. Chữ này thì chúng ta có thể chơi trò là một là bén lại, hai là như thế nào đó để cho nó hợp lý hơn. Ví dụ tôi bén lại như này được không? Và tôi sẽ đặt một số cái địa chỉ lên trên được không? Hay là số hotline? Tôi sẽ để hotline lên trên này. Hoặc công ty gì đấy. Chúng ta sẽ căn sang trái. Đặt sang bên này. Nhìn chưa? Và lúc này tôi không cần email nữa, tôi sẽ bỏ qua cái email đi. Chữ này hơi to, tôi sẽ 13 là to rồi, nhỏ nhất là 6. Tôi sẽ chọn số 7. Nhìn chưa? Tôi sẽ kéo xuống một chút xíu, cái này kéo xuống một chút xíu và cái này kéo bằng một chút xíu. Ok. Sau khi làm xong, bạn vẽ cho tôi một cái nét. Cái nét nó sẽ nằm ở giữa của đối tượng logo và cái hình thức. Nhưng mà chúng ta dùng phím Y ngắn để chỉ về đây để lấy được cái hiệu ứng của cái đối tượng. Và chúng ta dùng Shift X để nó đảo giữa màu và nét cho nhau. Thì nó ngoài trở thành nét. Sau khi thành nét xong thì tôi chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, kéo ra ngoài một tí. Nếu các bạn có thể chọn cái này là một cái màu như thế này thì cũng được. Vậy thì nếu mà nó là chữ mà muốn đổ được gradient thì phải làm gì? Tôi tích vào đây, nó không ra. Các bạn nhìn thấy không ra không ạ? Ok. Vậy thì bạn hãy liều lĩnh một tí là tôi cầm cả đối tượng này ném hôn vào của một cái được gọi là cái gì đây graphic style để muốn đổ màu gradient cho chữ. Các bạn hãy cầm đối tượng đó và ném vào graphic style cho tôi. Cái này nó lưu như là bộ chất liệu. Các bạn có nhớ chất liệu không ạ? Các bạn có nhớ về hệ thống mà chúng ta lưu màu theo gì không ạ? Theo ngành nghề không ạ? Thì cái này cũng được như vậy. Chúng ta sẽ kéo đối tượng này vào, ném vào đây ạ. Nhìn nhá. Và khi ném vào đây thì nó sẽ mang đây là một phong cách chứ nó không phải là nhận theo chữ đâu nhá. Nhìn nhá. Và lúc này bạn yên tâm một điều rằng khi bạn chọn về chữ ở đây, tích vào đây một cái thì nó sẽ ok. Bình thường không đổ được đâu nhá, tôi nói cho bạn biết luôn. Và chữ tôi rất là đẹp rồi. Bây giờ thì tôi sẽ làm sao? Làm cho cái nét nó tinh tế hơn một chút xíu. Nguyên tắc làm mặt nạ cho đối tượng. Bước 1 chọn hình. Cũng tương tự như vậy, chọn thứ hai bỏ clip, vẽ một hình to hơn đồng bào. Và chúng ta chọn một cái gradient gì Civic nhá. Chúng ta chọn một cái gradient đen trắng. Thì các bạn xem mà ấn vào đen trắng thì chỗ này nó đang bị ngược hướng, bởi vì G nó đang từ trái vào phải. Chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới.
Nhưng lúc này tôi sẽ điều tiết bằng cách là tôi chọn hai bên là màu đen và giữa là màu trắng. Ok, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Giữ phim ăn kéo này ra cho nó dễ. Đã giờ copy cái này chưa? Cắm nhảy dễ không ạ? Ok. Đấy, xong rồi. Sau khi làm xong tôi chỉ việc kéo từ trên xuống dưới nhảy thôi. Thì bạn sẽ thấy cái nét tôi nó khá là chuyên nghiệp. Đấy. Nhìn nhận. Và cái nét tôi đã khá đẹp rồi thì các bạn nhìn thấy cái phần header tôi đã rất là chuẩn chỉnh rồi đấy ạ. Hiểu cách làm chưa? Rồi, tiếp. Lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái giá trị nữa là chúng ta cái đoạn mục lục mà nó sẽ liên quan đến, thứ nhất là chúng ta làm menu cho tất cả toàn bộ hệ thống nhà hàng. Cũng giống như là có nhiều người viết một cái báo giá. Các bạn đã bao giờ viết báo giá chưa? Nó là cái này bao tiền, cái này bao tiền, cái này bao tiền chưa? Vậy thì mục lục nó sẽ được áp dụng cho rất là nhiều thể loại về hệ thống menu cho các bạn hiện tại bây giờ về báo giá các kiểu. Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn một biểu tượng này. Nhìn không ạ? Tôi chọn cái này, tôi đẩy xuống đây. Nhìn không ạ? Cái này dùng phím O, chúng ta đẩy ngược lại. Nhìn này không ạ? Và lúc này chúng ta tạo ra một cái biểu tượng như sau. Bạn nhảy nhá. Nhìn không ạ? Nào, lúc này tôi nhân bản đối tượng 1 lên Ctrl C, Ctrl F là có hai cái chưa? Lúc này sau khi đó tôi chọn vào đối tượng này. Tôi chọn vào đối tượng này. Và tôi cắt mất bằng Shift F7. Có phải cắt mất nó nằm ở đây không ạ? Chính xác chưa? Còn nếu mà bạn muốn nhanh thì bạn dùng cho tôi tiêu chí đó là dùng công cụ Shift M. Shift M là một trong những công cụ mà cắt rất là nhanh. Thì khi mà bạn chọn vào đây thì ở đây nó có tiêu chí như sau, là khi bạn không dùng phím gì thì nó có biểu tượng dấu cộng. Còn khi bạn ấn vào phím A thì nó có biểu tượng dấu trừ. Dấu trừ có nghĩa là mất đi đúng không ạ? Tôi trừ phần phía dưới, tôi trừ phần màu cam, tôi chỉ giữ lại phần này thôi. Bố cục quá rồi, đỡ phần nào. Hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi làm xong, bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta làm tiếp theo nếu mình chiêu thức nữa. Đó là cho ảnh chui vào. Thì các ảnh này được gọi là đại diện đặc trưng cho phần gì? Mục lục. Tôi sẽ chọn file và tôi chọn vào collect. Sổ xuống một tí và bắt đầu chúng ta sẽ tìm một cái hình ảnh nằm ngang. Các bạn có thể chọn một cái người đàn ông, chọn một người đàn bà cho nó hấp dẫn. Đấy, chúng ta chọn xuống nha. Ok, chúng ta kéo xuống một tí, cái này cũng đẹp này. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ từ từ bình tĩnh mà chọn đã. Đẹp chưa? Rất là đẹp. Ông này sẽ được chọn, nằm ngang mà. Có một số cái là anh chọn này anh phải xử lý thêm một vài cái nữa. Thì thôi, cứ để sau. Chọn ông này tiếp. Chọn ông này tiếp. Ok. Các bạn nhìn này chưa? Lúc này sau khi làm xong tôi sẽ bỏ qua cái ông này. Và tôi có thể là bỏ qua ông này, bởi vì thực chất là nếu mà tôi dùng Photoshop thì xóa thì tôi chọn cái cuối cùng đấy. Lúc này sau khi mà các bạn lựa chọn xong, bạn hãy kéo từ đây sang đến đây cho tôi cái. Sau khi làm xong tôi sẽ cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và can chôn số 7. Thì cảnh chui vào thì nó sẽ rất là đẹp. Và lúc này chúng ta thu nhỏ lại một tí ạ. Và đẩy lên trên một tẹo. Ok. Nhảy được rồi đúng không ạ? Sau đó tôi muốn rằng là có một chút xíu cái ánh vàng của đối tượng này nằm xuống dưới. Thì các bạn nhìn này, tôi cầm đối tượng này tôi kéo xuống dưới. Dùng phím O, các bạn đặt xuống dưới nhảy đúng không ạ? Có giống nhau ạ? Hay là đặt nhảy? Hay lật nhào? Sang trái? Hay sang phải? Hay xuống dưới nhảy? Không ra mà. Thấy chưa? Nó không ra đúng không? Vậy thì chỉ có một cách là gì? Bạn sẽ copy cái hình này thành phiên bản số 2. Chuột phải chọn vào, làm cho ảnh chui ra. Và cuối cùng cái này nó chính là cái hình này. Ok? Chúng ta dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây này. Đây mới là đúng. Và cái này nó nằm dưới ảnh một layer. Đúng không? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ có gì? Căn sang phải, căn xuống gì? Vào giữa đúng không em? Ok, vào giữa. Đây, vào giữa rồi. Ngoài chúng ta sẽ ấn nút lên trên này. Trong quá trình khi đến đây rồi, các bạn nhìn này, đến đây chưa? Thì các bạn phải làm thao tác cho tôi, đó là dùng phím A ngắn và tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Và các bạn có thể đẩy nhảy. Nhìn này không? Ok, thế là chúng ta đã tạo ra một cái biểu tượng khá là thú vị cho cái nét. Đó là nó sẽ nằm nhảy.
Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể chọn đối tượng chính là cái màu vàng đó, và chúng ta sẽ tạo ra bề dày cho nó bằng cách Ctrl C, Ctrl B bỏ đẩy xuống tí nữa, và chúng ta sẽ chọn một cái màu Y, chọn loại Y ngắn, chọn đồ màu. Các bạn có nhìn chỗ này á, nó sẽ được nổi lên cho các bạn giống như cái bóng gồ lên này. Thì lúc này các bạn sẽ dùng phím này cho tôi, đó là gì, phím A thích vào đây một điểm, thích vào đây một điểm, chúng ta đẩy sát vào đây này. Đấy, thế là chúng ta đã có được hình này rồi. Các bạn nhìn chưa? Xong. Bây giờ chúng ta sẽ đặt biểu tượng. Ở đây nó là một cái hệ thống làm sẵn ra nhà rồi. Chúng ta ấn vào Alt căn 3. Nhìn Alt căn 3 chưa? Để hiện lên. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ qua này một tí. Vẽ tích vào đây. Nhìn nhận. Bằng rồi đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Alt căn 3. Ctrl 3. Sau khi đã chọn xong thì bắt đầu chúng ta sẽ ghi ở menu. Enter xuống xong. Lên trên. À, thì cái này thì có nguyên tắc như sau là nếu mà bạn thích cái này Ctrl X, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng T, một cái phông chữ khác, cũng không dùng nhiều phông lắm nhưng mà chúng ta dùng như này, chúng ta chọn một cái phông khác chẳng hạn, nó có thể cứng. Và tất nhiên chúng ta có thể đổi được cho nó một cái màu giống như vừa rồi anh Khánh vừa làm, đó là Graphic Style trong phần đây. Đúng không ạ? Thì các bạn có được điều này rồi. Hiểu chưa? Và cái chữ menu này em có thể cho nó bằng cái này hoặc là như nào đó tùy em để nào tạo cảm giác. Hoặc các bạn có thể tạo như này. Như này chưa? Ok. Và toàn bộ hệ thống phông chữ dưới thì tôi sẽ để nét mảnh thôi. Bởi vì là sự tương phản giữa to và nhỏ. Đó, thế là đã có được cái menu. Và sau khi có menu xong thì các bạn nhớ một điều rằng text lúc này phải là text văn bản. Nhớ nhé. Đối với phần thứ hai trong text nó chia hai loại. Loại thứ nhất là text tiêu đề, đây tiêu đề đấy ạ. Còn loại thứ hai là text văn bản để mô tả cho sản phẩm hoặc mô tả cho những cái thông số thì người ta sẽ dùng đó. Thì lúc này chúng ta sẽ cửa sổ D ra ngoài và tôi tạm thời tôi lấy một cái biểu tượng text nó liên quan đến rất là nhiều giá vì món ăn, món nhất các bạn cho các bạn đã. Coi như đây là cái giá trị mà đồng hồ A thì nó sẽ là số 1, đồng hồ B sẽ là số 2. Thì các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Nó rất là nhiều loại đúng không ạ? Thôi ok, tôi sẽ lấy đến số 8. Và lúc này tôi sẽ chọn vào nhìn này chưa? Ctrl C. Riêng đối với text trong Inuit các bạn đưa vào, bạn hãy dùng công cụ T giúp tôi và bạn vẽ ra một cái vùng thật là kỹ. Ví dụ như tôi vẽ cái vùng này. Tôi chẳng biết có đúng không nhé, tôi vẽ này trước đã. Và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ thấy nó bị mặc định là chữ nó sẽ có trong đó. Nên tôi ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy chữ tôi lúc này là như thế này. Và phần thứ hai là chữ của tôi phải là số 7 hoặc số 8 để cho các bạn ra thấy nhỉ. Ok, và màu chữ của tôi có thể là màu ghi. Và màu chữ của tôi có thể là Y và tôi chỉ luôn sang bên này sao? Ok, tôi phải chọn cho nó số 8 và màu ghi. Các bạn nhìn này chưa? Ok, nhìn nhá. Sau khi bạn đã lựa chọn xong thì tôi giữ phím Alt, tôi đẩy xuống đây một tí để cho nó thưa ra một tẹo. Đúng không? Nha các bạn nhớ nhá, sau khi cho chọn xong, tôi chọn vào chính file text đó, giữ phím Alt, ấn nút lên trên và xuống dưới là co giãn giữa dòng trên và dòng dưới. Hiểu chưa? Nó giống như text không ạ? Nó giống như Word không ạ? Giống không ạ? Sau khi làm xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta lại tiếp tục chọn vào cái giá trị như sau. Thì trong công cụ của cái phần Inuit nó có tính năng dàn trang, đó là chúng ta chọn vào File. Ở Windows chúng ta chọn vào biểu tượng tag đây ạ, Ctrl Shift T, nào sau khi mà chọn Ctrl Shift T xong thì các bạn sẽ thấy nó ra được một cái quên mất Windows, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào tag nhà Ctrl Shift T và các bạn có nhìn thấy này không ạ? Và cái biểu tượng này nó rất đặc biệt như sau là các bạn, nếu mà các bạn ấn vào Alt căn 3 để các bạn hiện thị là cái không biết là cái khung của tôi là vẽ có đúng chưa, nó hơi bị thừa ra ngoài các bạn nhìn nhá. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, nhìn nhá. Như này chuẩn hơn đúng không ạ? Rồi ok, lại bắt đầu chúng ta lại tiếp tục chọn vào biểu tượng này và Ctrl số 3. Hiểu chưa đã? Rồi, sau khi làm xong thì cái biểu tượng bạn nhìn thấy 500 chưa? Khi tôi tích vào 500 ở đây thì ngay tức cái này tự chạy vào đây. Nó đúng bằng cái khuôn khổ mà chúng ta vừa làm. Nhá, cái này rất là quan trọng đấy, trông thế thôi. Thì
Thì ở đây người ta sẽ có tiêu chí như sau là các bạn nhìn thấy ở đây được gọi là biểu tượng cho chữ chạy đến ở phần giữa. Cái này chạy căn bên tay phải, còn cái này chốt nhá. Thì các bạn nhìn này, nếu mà tôi thích rằng là cái chữ là ví dụ súp cua 25.000 trên một bát thì tôi sẽ chọn cái giá trị làm sao ạ? Tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn nhá, tôi sẽ chọn vào cái vị trí này chẳng hạn. Tôi thích vào đây một cái, đúng không ạ? Nhìn thích chưa? Thích đánh dấu là có nghĩa là số 25 sẽ nhảy đây này. Thì các bạn nhìn này, sau khi mà tôi chọn xong, tôi chỉ cần dùng công cụ T và tôi gõ vào vị trí số 25, nhìn không? Tuấn dấu TAB trên bàn phím của bàn tab ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái này nhảy đúng vị trí này. Nhìn chưa? Nó rất là chuẩn và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm menu nó phải như này này. Ok, và tiếp theo chúng ta chọn vào đây. Tiếp theo chọn vào đây. Tiếp theo chọn vào đây. Và nó sẽ, các bạn có thấy nó rất là thẳng hàng không ạ? Và nó không bị xô lệch hình đúng không ạ? Chứ ngồi chúng ta gõ nhảy, đây là một trong những cái mà các bạn làm thiết kế các visit ấy, thì các bạn cái biểu tượng mẹ các bạn nhìn dấu chấm không? Địa chỉ 2 chấm, điện thoại 2 chấm, nhưng tôi đố bạn làm cái chữ 2 chấm nó phải thẳng hàng. Đáng thử mà làm, không phải là 2 chấm nó thò nó thụt vào đằng sau dấu chấm hết đâu ạ. Nó phải cực kỳ thẳng hàng. Và sau khi làm xong cái biểu tượng này thì ở đây nó sẽ có một cái cực kỳ hay, đó là gì? Để tránh trường hợp nhìn nhầm, đúng không? Người ta có phần leader. Và cái leader này hợp với dấu gì ạ? À, chấm 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 đúng không ạ? Vậy thì ví dụ tôi ấn số 9 thì có phải nó là số 9 không? Nó có hợp số 9 không? Không ạ. Nó hợp dấu chấm không? Ấn vào đây cái, tôi đã có toàn bộ hệ thống dấu chấm xong rồi đấy. Lúc này chúng ta sẽ tắt đi ạ. Ok? Các bạn nhìn thấy chưa? Và cái này nó có một cái rất hay là khi mà bạn chọn đối tượng này, sau đó bạn bảo em thích là cái chữ nào phải to lên tí. Ok, tôi chọn 11. Nó không tự nhảy xuống dòng nha em nhá. Nếu em dùng bình thường em gõ nhảy to nó xuống dòng. Mà em biết cái trò xuống dòng đấy, mà khi gặp khách hàng người ta bảo em ơi em sửa lại cái này cho anh tí, thì anh nói thật cho em biết là sửa rất là lâu, mất thời gian đấy không nào. Sau khi mà làm xong cái này thì chúng ta đã có được biểu tượng và chúng ta đã có được phần mục lục của đối tượng làm menu, hiểu này chưa đã? À, tiếp theo sau khi làm xong chúng ta sẽ tận dụng cái form này, có thể là làm ra những form khác được. Chúng ta sẽ kết vào toàn bộ cái hệ thống này, nhìn nhá, nhìn nhá. Chúng ta sẽ kéo một phát sang bên này cho tôi. À, có thể Ctrl C và sang bên này Ctrl Shift V. Nhìn nhau. Nhưng ở đây chúng ta đang thiếu một thứ, đó là gì? Chúng ta chọn lại biểu tượng, chúng ta kéo xuống chút xíu. Bỏ lại đây, không phải chốt mà nó là một cái thứ như Ctrl 2. Em biết cái này là gì không? Một biết số 1 không ạ? Số 1. Sau đó số trang thì nó sẽ có gạch địa chỉ điện thoại email hoặc là gì đó tùy các bạn. Thì tôi sẽ để một cái số 1 như thế này và tôi sẽ đặt kéo xuống dưới một chút xíu. Và cái này có thể là để cho nó đậm lên một tẹo, nhìn thấy không ạ? Lúc này ở đây người ta có rất nhiều phong cách để làm. Các bạn có thể chọn vào đây và bạn vẽ này cho tôi một tí ạ. Nhìn chưa? Người ta có thể chọn một cái giải pháp, đó là có thể là màu đậm hơn hoặc là dùng multi. Thì các bạn có nhìn thấy màu đậm hơn chưa? Tôi sẽ cho xuống dưới những cái số 1 để số 1 nó nổi trên, được không ạ? À, tôi cho nền xuống dưới lần nữa. Thấy được cái này chưa? À, lúc này tôi sẽ cầm số 1 tôi đặt với đúng vị trí số giữa. Và cái này thì tôi sẽ dùng phím A, tôi cầm biểu tượng điểm này và tôi xem ra. Sẽ kéo vào đây. Ok. Đấy, ví dụ thế, tôi đã có vị trí số 1. Sau khi có vị trí số 1 xong, tôi quét quy sang bên này và tôi sẽ chốt sự vị trí số 2 cho các bạn, đó là bên này. Nào, ok, tôi quét vào toàn bộ này cho dưới tất cả thì tôi sẽ có số 2. À, sau khi làm xong thì cái phần phía trên tôi sẽ thay đổi ảnh. Và trong quy trình về thay đổi ảnh trong cái Inut nó có một tính năng rất là thú vị, đó là tôi đã nói cho các bạn đó là link rồi. Ok, sau đó tôi chọn vào link thôi. Trong phần link thì các bạn nhìn thấy tôi click vào đây, tôi chọn vào go to, nhìn chạy đến chỗ này chưa? À, chạy đến chỗ đấy thì có nghĩa là tôi sẽ wrap link lại cái này một tí và tôi thay một cái ảnh khác. Ok, chúng ta chọn đến sản phẩm rồi mà, kiếm một cái banner thật là đẹp theo chiều nằm ngang. Ôi trời, cái này đẹp quá này. Nhìn chưa? Ok. Xong.
thấy đơn giản không? Rồi tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau, là bạn thích là nó là một hình tròn hay là hình gì đó tùy các bạn, thì tôi sẽ vẽ một cái hình vuông và tôi dùng Ctrl and 3, sau đó tôi sẽ copy cái hệ thống này sang bên này, Ctrl C, click sang này, Ctrl Shift V, hiểu cái này chưa? Thì cái này sẽ được đảo ngược lại bởi vì nó nằm sai vị trí, tôi dùng phím mo tôi đảo phát nhảy mới chuẩn. Như trên ông này phải gáy ở giữa này, đúng không? Nào. Sau khi làm xong tôi sẽ dùng phím này tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng. Cái này sẽ chiếm với tỷ lệ là 4 ô, nhìn thấy ô 4 ô chưa? Bạn có thích hình vuông không? Nếu thích hình vuông bỏ qua cái này, tôi sẽ chọn hình vuông luôn. Còn có nhiều thằng nó cắt ra nhá em nhá, nó còn cắt riêng cái đồng hồ và nó đổ bóng xuống dưới thì nó đặc tích, nó mô tả là còn đẹp nữa. Nhưng lúc này tôi không lười, tôi không chăm. Đó, ok, tôi sẽ dùng phím A, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và lúc này tôi sẽ cầm lên tôi kéo cái này một tí. Sau khi làm xong thì bắt đầu tôi sẽ bỏ cái này bằng Ctrl 3 đi. Sau đó thì tôi sẽ vào Ctrl C, Ctrl B bỏ. Tôi sẽ phóng to tầm này lên một tí. Và lúc này tôi dùng phím Y tôi có thể chỉ vào đây để tạo ra một cái biểu tượng đồng nhất và thiết kế. Xong chưa? Lúc này tôi sẽ copy toàn bộ cái này. Cái này có thể có hai cái được không? Tôi sẽ để trang đầu tiên là trang có hai sản phẩm thôi. Sau đến trang số 3 tôi sẽ bớt cái chơi ảnh trên, tôi sẽ thêm 3 sản phẩm. Trang số 4 tôi sẽ để 4 sản phẩm. Và sau đó là lại 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 để cho người ta mắt người ta sẽ lên xuống nhỉ. Hiểu chưa đã? Rồi sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào clip và chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh. Ở đây thì bây giờ nó sẽ có rất là nhiều hình ảnh cho các bạn lựa chọn, đúng không? Ok, tôi chọn cái này. Cắt vào đây. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2, căn chọn số 7. Kích đúp vào, chúng ta sẽ có một thằng. Tiếp theo, chọn vào file và chúng ta chọn vào clip tiếp theo lần thứ hai. Chúng ta sổ xuống và chúng ta tiếp tục chọn một thằng số 2. Trong này thì anh cũng copy được nhiều hình nên là chúng ta cứ tha hồ mà chọn, bởi vì lần trước anh đã dùng này rồi. Ok, tôi sẽ chọn cái này. Cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và căn chung số 7. Tích đúp vào, chúng ta sẽ đẩy cái này lên để nó không biết ông hiếu ông ấy định như ông nghỉ. Rồi thế. Đấy, xong chưa? Thì cái tiêu đề của chúng ta sẽ thống nhất một cái đó là gì? Phông chữ. Đấy, xong chưa? Thì cái phông chữ này các bạn phải nhớ một điều rằng là Omega CT3 CH chưa? Ok, tôi sẽ bỏ cái này đi. Đây là tên của dòng sản phẩm này. Thứ hai, chúng ta sẽ có một cái ô được gọi là mô tả cho sản phẩm, được không ạ? Thì riêng cái phần mô tả thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ copy paste một cái đoạn text từ cái phiên bản của anh. Thì lúc này tôi sẽ nói cho bạn một cái chiêu thức là hay bị gặp phải. Nhìn nhá. Nào, chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta chọn vào gì ạ? Đây ạ. Và chúng ta sẽ chọn một cái phong cách đó là cái này. Đây là một cái phông chữ mà các bạn sẽ thấy rằng nó khi mà đánh lên thì nó vẫn là tiếng Việt và người chúng ta xem vẫn ok. Nhưng các bạn không biết rằng là cái nào đang dùng chế độ đó là tiêu chuẩn Việt Nam 3. Còn cái mà chúng ta dùng trên chế độ của Inut thì lại là chế độ Unicode. Hiểu cái này chưa? Nên khi mà các bạn copy từ bên này sang bên này thì nó bị một trường hợp như sau. Ctrl C. Sau đó thì sang bên này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ T và chúng ta rác ra một cái vùng. Và tất nhiên cái vùng này sẽ được nằm theo Ctrl V. Thì lúc này tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn, được không ạ? Thì cái này nó bị làm sao? Hiểu này chưa? Ok. Vậy thì lúc này chúng ta mới dùng cái công cụ đó là Ctrl Shift F6 để chúng ta lựa chọn cho nó. Đó là cái này, đúng không ạ? Vậy thì cái nguồn nó chính là cái file word. Còn cái đích đến nó chính là Inut. Hiểu chưa? Chúng ta phải chọn đúng file nguồn và file đích đến. Sau đó chúng ta mới chơi chọn như sau là Ctrl C lại. Bước 2 chúng ta chọn vào Unicode và chúng ta ấn vào chuyển mã. Ok. Và sau khi là chuyển mã xong thì chúng ta chỉ việc sao? Tích vào đây và Ctrl A, Ctrl V lại. Thì phông chữ bắt đầu làm sao ạ? Có lỗi phông ạ?
Và lúc này các bạn sẽ thấy chữ này hơi bị dài quá, chúng ta ấn vào đây một tí xíu để ta thu lại một tẹo. Nhìn không ạ? Và phông chữ này là phải là phông chữ thường. Tôi cho chọn vào phông chữ thường thôi. Nét mạnh. Và phần thứ hai, cái phông chữ này nhỏ hơn. Ví dụ tôi sẽ chọn số 8. Và tại vì là đây là một phông chữ thì các bạn phải để ý là xem nó có bị rớt chữ không. Nhìn rớt chữ này. Và phần thứ hai nữa là gì ạ? À, chúng ta phải đặt cho nó một cái lệnh, đó là paragraph, để làm gì ạ? Để chúng ta căn chỉnh các đối tượng ví dụ trong khuôn khổ. À, chúng này trông đẹp hơn đúng không? Nhìn chưa? Vậy thì đây là mô tả cho sản phẩm này. Sau khi làm xong, chúng ta chọn đối tượng 1, chúng ta chọn đối tượng 2 và chúng ta lại tiếp tục chọn giá trị nữa là chúng ta copy xuống sản phẩm số 2. Và cái này bằng đầu cái này, nó giống như trình bày website đấy ạ. Bạn có thể đánh chữ O là gì? Nó in hoa. Đúng chưa? Rồi. Và cái text này đã được làm xong rồi thì chúng ta có thể trang trí cái này ra một tí. Ctrl C, Ctrl F và ấn vào Shift X. Cho nên trên tất cả thì các bạn đẩy này. Có nhìn thấy cái nét này không? Nhìn chưa? Và tôi có thể lợi dụng cái này để là dùng hòa trộn, ví dụ overlay xem là nó có ra gì không. À, cũng được. Tôi sẽ cầm cái này, tôi kéo vào đây. À, lúc này thì ở trong cái phần sản phẩm các bạn có thể có số điện thoại để các bạn có thể tự liên hệ. Và đối với những cái người kinh doanh và người hỗ trợ bán hàng này thì nó sẽ rất là đẹp. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì với cách như này thì tôi đã làm sao ạ? Ctrl số gì? 7. Ok. Vậy thì với cách như này thì tôi đã dạy cho các bạn về cái cách đó là dàn một cái quyển gì? Nhìn này chưa? Đó, khi thiết kế ra một cái quyển catalog thì chúng ta phải dàn từ đầu đến cuối, nhưng tất cả về trang trong hay là về sau chúng ta chỉ biến đổi một chút xíu trên này thôi, còn form này sẽ giống nhau, chỉ việc kết lại thôi. Đây sao ấy? Đấy thì các bạn nhìn này, với cái cách như này thì người ta sẽ thiết kế ra một cái thứ mà không cần quá hoa hè hoa xoáy lắm đâu, nhìn chưa? Nhưng nó đủ độ để chúng ta có thể đứng được ở thị trường hiện tại bây giờ. Nhìn chưa? Ok. Tất nhiên trong phần này nó còn đặt chữ đồ họa nữa, nhưng mà tất nhiên ngồi cái này phải nghĩ là nó là câu slogan gì, dòng sản phẩm gì đang mới nhất và hot nhất bây giờ thì nó sẽ đưa lên trang số 1. Anh em vì sao anh lại phát thanh? Vắt vắt lên chỗ nào? Đây á? À, anh tự em hỏi kiểu lý do vì sao? À, anh bởi vì là khi mà chúng ta thiết kế đấy, chúng ta phải tạo ra một sự khác biệt. Ví dụ em có thể tạo ngang cũng được, nhưng nó bị buồn. Nên là khi người ta thiết kế, người ta phải tạo ra những cái hình thức mà có những hình gì, hình đa sắc, là tạo ra sự sáng tạo và nó có sự gì khác biệt so với những hình khác. Ví dụ hình tròn thì nó dạ sự ổn định và nó hơi mềm một tí, đúng không? Lượn sóng này theo một kiểu khác. Thì trong cái sản phẩm đồng hồ thì đôi lúc người ta không cần một cái sản phẩm theo kiểu như là quá mềm mại và quá là bị ổn định quá. Chúng ta hãy chọn một cái phương án nó phá cách đi. Cái này trông thế thôi, nhưng mà khi em nhìn này, cũng là cái này nhá, em nhìn này, tích vào đây và chúng ta chọn vào đây. Nhìn đó, sau khi mà lựa chọn xong, em hãy chọn cho anh một cái một giá trị, đó là màu trắng, đúng không ạ? Em chọn overlay, cái câu chuyện này nó lại khác, soft line. Nhìn nhá. Và lúc này chúng ta lại không chơi trò này nữa, mà chúng ta lại tiếp tục chọn một cái nét. Ví dụ em muốn làm trang trí lên, tại vì cái việc trang trí này nó nhiều trò lắm. Anh đặt nhảy. Và lúc này chúng ta dùng công cụ Y ngắn và chúng ta chỉ luôn ở vị trí này. Và chúng ta dùng Shift X. Thì trong cái phần mà chúng ta đã có nét rồi, các bạn nhìn thấy cái nét này của anh chưa? À, tự nhiên nó tròi ra ngoài này, các bạn nhìn nhá. Thì lại làm nhảy. Tôi sẽ chọn biểu tượng này, bởi vì nó là nét nên nó được quyền chọn này. Ok, tôi sẽ chọn to được không ạ? Có nghĩa là người ta có thể tạo ra rất nhiều sự phá cách khác nhau, nhưng tôi thích rằng nó ổn định nên tôi sẽ chọn thế này thôi, được chưa? Nó có nhiều cách để làm, nhưng mà cuối cùng là các bạn phải làm cho nó đẹp thế thôi. Còn tôi nghĩ rằng cái bìa là được rồi, cái mục lục chúng ta có thể được rồi. Nhưng chỗ này này, chúng ta sẽ chọn cái này. Khi mà chúng ta chọn vào đây nhé, cái này nó có một cái hay này, khi bạn kéo đây, được chưa? Chúng ta sẽ cho cái này thu ngắn lại để làm gì? Để đặt một cái đồng hồ vào đây nữa cơ. Để cho nó đổ bóng xuống ấy, cho nó đỡ bị trống nè em. Có nhiều người người ta hay bảo là ôi trời, an căn. À đây, nhìn này, Ctrl Shift T. Các bạn có nhớ Ctrl Shift T không? Cầm cái biểu tượng này, nhìn em nhá. Kéo nó vào đây. À thế là chỗ này dành cho việc gì? Đồng hồ, ok. Được rồi đấy. Rồi bây giờ các bạn ngồi thực hành thôi nhá.
Bài hôm nay là bài